thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Hazard cho biết, Tu đã muốn ra đi sau World Cup 2018 nhưng tôi vẫn tiếp tục ở lại Chelsea thêm một năm nữa vì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai. Kết thúc mùa giải tôi đã cùng câu lạc bộ chiến thắng Europa League và đó là cuộc chia tay đẹp. Những lời đầu tiên khi đến với Bernabeu, Hazard tự tin khi tuyên bố, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ về việc tôi sẽ khoác áo Real Madrid, tôi sẽ cố gắng để trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới nhưng trước đó tôi sẽ giúp Real Madrid trở thành đội bóng giỏi nhất thế giới. Hazard đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 150 triệu bảng Anh và nhận mức lương 400.000 bảng Anh mỗi tuần. Dù vậy, Hazard khẳng định anh chưa phải là một siêu sao khi nói, tôi chưa phải là một Galatico nhưng tôi sẽ cố gắng để tiến bộ. Tôi may mắn vì tôi có thể nói chuyện với một số đồng đội mới như Luka Modric. Tôi hỏi anh ấy có thể cho tôi mượn chiếc áo số 10 không? Anh ấy đã nói không. Hazard cũng lần đầu tiên tiết lộ lý do anh rời khỏi Chelsea để gia nhập RM là muốn được chơi bên cạnh những cầu thủ giỏi nhất. Ngôi sao 28 tuổi này cũng hết lời khen ngợi huấn luyện viên Zinedine Zidane, RM. Hazard cho biết, Zidane là người hùng của tôi khi còn bé. Việc ông ấy ở Bernabeu là một trong những nhân tố quan trọng khiến tôi muốn được đến đây thi đấu. Khi được hỏi, anh thích chơi vị trí nào ở Real Madrid, Hazard đáp, tôi thích chơi ở cánh trái hoặc chơi như số 10. Khi bạn chơi ở Real Madrid, ở đây không có một ngôi sao đơn độc, cả đội mới là ngôi sao, tôi chỉ là một người mới của đội. Ở tuổi 28, Hazard có quá già để đá cho rờ mơ, Hazard đã trả lời câu hỏi này, tôi không nghĩ là quá trễ, 28 tuổi là thời điểm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi muốn thi đấu cho đội bóng này trong thời gian thật dài. Quốc thắng